Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Thì hôm nay Khoa đang có mặt ở bên trong tòa nhà S205, thì chủ như vừa mới ký gửi cho Khoa để cho thuê cái căn này. Thì tùy vào cái nhu cầu của khách hàng như thế nào, các anh chị muốn thuê như thế nào thì chủ sẽ làm nội thất y như cái nhu cầu của mình, cái mong muốn của mình. Thì bây giờ Khoa xin dẫn các anh chị và các bạn vào bên trong để chúng ta được tìm hiểu thêm nha. Đây là cái căn 2 phòng ngủ cộng nha các anh chị, 69,5 m². 2 phòng ngủ cộng, thì tất cả các căn 2 phòng ngủ cộng đều là căn góc và có view rất là sáng nha các anh chị thấy là. Đây, và chúng ta có hệ thống mà video call từ bên ngoài gọi vào bên trong thì bên trong nhìn ra để mở cửa. Đây, vừa mới vào bên trong thì chúng ta sẽ có một cái bếp ở bên tay trái. Đó, thì mới nãy Khoa gọi nè. Bây giờ chúng ta phải chấp nhận ok. Đó là đứng bên ngoài sẽ thấy nè các anh chị, nói chuyện với nhau sẽ mở cửa. Xong. Đây thì đây vừa mới mở cửa vô thì ở bên tay trái của chúng ta đó chính là bếp. Và đây là cái khu vực những cái căn, cái phòng ngủ sẽ được bố trí ở bên tay trái hết. Đây là cái ban công. Đặc biệt nha các anh chị, sẽ cho các anh chị thấy được cái ban công rất là đẹp nè, cái view. Thì cái view sẽ nhìn xuống cái trục chính Nguyễn Xiển Long Phước ở đây. Trục Nguyễn Xiển Long Phước, đây là cái trục đường chính nè các anh chị. Các anh chị thấy là cái con lương nè sẽ rộng hơn cái trục đường phía bên kia. Đây là trục chừa đường sẽ xuyên suốt vô toàn cái khu Vinhome Grand Park quận 9 của chúng ta. Ở bên đây là khu Manhattan Glory, sông tắc, bến du thuyền ở đây. Ở đây là Manhattan. Và ở đây là sẽ là có cái tòa nhà điểm nhấn, cái tòa nhà biểu tượng cao văn phòng 45 tầng của Vin ngay tại này khu này. Và phía cách đó khoảng vài trăm mét đó chính là một cái trung tâm thương mại, sẽ nhỏ hơn Vincom nhưng mà đó cũng là đất dành cho trung tâm thương mại. Thì đây là Manhattan, các anh chị thấy là Manhattan và Manhattan Glory đã hầu như khá là hoàn thiện rồi. Manhattan là đầu năm sau là giao nhà các anh chị, tầm khoảng tháng 3, tháng 4 á. Còn Glory thì sẽ là cuối năm sau. Thì bây giờ là căn hộ ở đây, chúng ta quay trở lại căn hộ. Thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Đây, nhà vệ sinh như thế này. Đây, trang thiết bị là tô hết nha các anh chị. Đó, nhà vệ sinh thì đây là chủ đầu tư bàn giao như thế này, không có cửa kính, phòng tắm đứng. Đó, đây là cái lô gia. Và đây là cái cổng nè các anh chị, hai phòng ngủ cộng, đây là cái phần cộng nè. Chúng ta có thể bố trí thêm một cái giường nhỏ hay là cái góc học bài để cho những đứa trẻ của chúng ta, hay là cái khu vui chơi này nọ ở đây vẫn được. Đây là cái view. Cái view của cái chỗ phòng ngủ cộng ở đây. Và đây là cái khu phòng ngủ master bên tay trái, phòng ngủ master. Thì sẽ có một cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ. Đây nhà vệ sinh. Đó. Thì hai phòng ngủ cộng chúng ta sẽ có được ba cái máy lạnh như thế này. Chủ đầu tư bàn giao tặng ba máy lạnh LG. Và đây là cái view phòng ngủ nè các anh chị. Rất là đẹp nha. Hầu như đây là một trong những mà view đẹp nhất của nguyên cái phân khu S3 và S2. Thì S3 là hướng bên kia nhìn qua đây, S2 là bên đây nhìn qua. Thì rất là đẹp về hướng công viên này, công viên nội khu. Công viên nội khu này được đánh giá là một trong những công viên nội khu đẹp nhất của toàn cái The Rainbow. Tại vì có rất là nhiều cái sân thể dục thể thao này các anh chị thấy nè, tuyệt vời luôn nha, sân bóng rổ. Hầu như Vin khá là ưu ái cho cái bộ môn bóng rổ nè. Đây là cái hồ bơi. Hồ bơi này là sẽ là lớn nhất nha các anh chị. Hồ bơi này lớn nhất tại vì nó sẽ phục vụ cho giữa S2
giữa spa, tổng cộng là 8 lớp lần, nên khá là cư dân đông ở đây. Và ở đây các anh chị thấy là những cái chiếc xe này là sẽ tập kết vật liệu nè, những cái nội thất sẽ được vận chuyển ở đây, vận chuyển vô một chiếc xe nhỏ và xe nhỏ sẽ đi xuống hầm. Anh chị thấy là cái quy chuẩn, quy cách hoạt động khá là giống như nước ngoài đó các anh chị, rất là nề nếp ở trong phân khu của chúng ta. Phía bên kia chúng ta thấy được origami đang xây này các anh chị. Origami thì cái hướng này chúng ta sẽ thấy được cái S8 và bên kia là S9. Phía đất sau lưng đó, chúng ta thấy đó chính là khu dành cho giáo dục của Origami đó các anh chị. Đây là cái view rất là đẹp nha, rất là sáng. Khi mà mình vừa mở cửa vô là mình thấy sáng toàn cái căn nhà, những cái căn góc như thế này đó các anh chị. Đây phía xa xa là chúng ta thấy được cầu Long Đại. Cầu Long Đại thì có một tin vui là cầu Long Đại đang chuẩn bị tiếp tục khởi công. Thì Khoa thấy được những cái lối ở bên dưới đã được dãy cỏ làm sạch rồi, thì bắt đầu có những cái xe chuẩn bị thi công. Đây thì chủ nhà đang làm nội thất ở bên kia anh chị. Đây là cái phòng ngủ nhỏ này anh chị, view về đường Nguyễn Xiển Long Phước. Đây đó thì chủ nhà đang bàn với một cái đơn vị nội thất, và nội thất đó là của bên Khoa nha các anh chị. Thì hiện các chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng The Rainbow, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Ngoài ra hiện bây giờ Khoa đang có cổ hàng của Origami Manhattan Glory. Thì hiện đã có giá cho từng căn và chính sách bán hàng rất là tốt nha các anh chị. Phân khu thấp tầng Manhattan và Manhattan Glory thì được hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, ân hạn gốc 36 tháng. Có nghĩa là mình chỉ đóng 20% thôi, thì 80% ngân hàng hỗ trợ cho vay. Nhưng mà với điều kiện là nếu mà các anh chị có tài sản gấp đôi cái giá trị mà căn nhà phố các anh chị muốn mua thì không cần chứng minh thu nhập luôn, thì sẽ được cho vay ngay lập tức. Nếu mà các anh chị chứng minh được mình có tài sản gấp đôi, ví dụ mình có nhà phố ở trung tâm hay sao đó, thì rất là dễ mua, rất là dễ cho vay các anh chị. Còn nếu mà không đủ thì cũng hơi khó về cái việc mà cho vay một xíu. Thì bây giờ Khoa, các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng, nhớ là hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Ngoài ra Khoa có đơn vị thi công nội thất và tầm khoảng là hơn 20 căn ở trong khu Rainbow rồi. Đến đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Thì các chị nếu mà thấy kênh Phạm Khoa Realtor hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Khoa vừa mới update tiến độ, cập nhật tiến độ thi công của Origami Manhattan Glory cách đây khoảng một vài ngày. Các chị xin xem lại kênh YouTube nha. Xin chào và hẹn gặp lại các chị ạ.